It's rusty market, like wholesale foods, like Victoria market. It's not open today, actually, but some open. We go on and keep user. It's a user season, so we just go here and keep user. Hello. Hello, how are you? Good. I'm from Melbourne. It's not open today, it's actually open tomorrow, but we head back to Melbourne tonight, so luckily they just open a bit, so we can come and have a look what we can get. Like a tropical food in here. Pardon? It's a rusty market. Kiếm em đi em mua. Có ớt không? Có ớt không? Ớt không? Không, ớt nó bó bó.
12 đồng một ký. Nó bán rồi thay trái đi. Yeah. À, lên đây mà không ăn trái vú sữa ổn. Yeah. Here. Rồi cảm ơn chị. Lấy giùm trái bự bự ngon. Ồ, phải. Ba vú sữa. We are at Marina Point in Cairns. It's Sita City. Oh, so we actually at the Cairns City, but the other side the harbor at Cairns City. We buy some star apple. Trái vú sữa 12 đồng ký. Actually we can get some vú sữa here. Ok. Dạ dạ Úc cũng có cái này ha. Ok. Vú sữa của Úc. Tay nón rồi. Trong kia không có vậy. À, ngồi dưới tàn cây nè. Ngồi dưới bóng cây nè. Mà có cái bàn. Hả? Chỗ này có cái bàn nè ông Kiều An. Ngồi dưới cỏ nè. Chỗ đó có cái bàn vậy bé không chịu đứng. Đó mà đốn ơi không muốn đốn, bé muốn ngủ.